Xin chào anh em. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một cái vấn đề mình đang gặp phải là máy in của mình nó bị mất một cái kênh mực màu đen. Đó thì thông thường đó là sẽ có bốn màu cơ bản khi mà mình in test là xanh, đỏ, vàng và đen. Còn hiện tại thì máy in mình nó mất luôn cái màu đen nè các bạn. Mất luôn cái màu đen ở chỗ này nha. Nó chỉ còn cái màu xanh nè, màu đỏ, màu vàng. Đó. Rồi. Thì mình nghĩ là cái trường hợp này chắc chắn là anh em kỹ thuật, anh em trong ngành vận hành thì sẽ thường gặp phải. Đôi khi là có thể là nó sẽ không mất màu đen nhưng mà nó mất màu khác. Thông thường đối với những cái mà lỗi bị tuột mực hoặc là mất kênh mực như thế này á, thì kỹ thuật sẽ thường là sẽ ngâm xúc xịt rửa cái đầu phun đó. Thì còn cái việc mà nó có còn ra một cái không thì nó còn tùy vào cái lỗi của cái đầu phun nữa các bạn. Và cái việc này thì cái cách khắc phục đơn giản là các bạn phải thay thế cái đầu phun mới. Thì ok, được thay thế thì dễ dàng rồi, tuy nhiên chắc chắn là nó sẽ khá tốn kém cái chi phí các bạn. Đặc biệt là đối với dòng máy bên mình nó tới 4 cái đầu phun cho nên là chi phí cũng khá cao. Đó thì mình sẽ cân nhắc một cái giải pháp và mình muốn chia sẻ với anh em, đó là mình sẽ sử dụng xử lý cái phần cái file. Khi mà mình đưa vào máy in đó thì nó sẽ sử dụng ba cái màu cơ bản xanh, đỏ, vàng, nó hòa trộn lại và để in đánh ra cái bản in của mình đạt chất lượng theo yêu cầu luôn. Đó thì khi mà các bạn làm được vấn đề này thì chắc chắn là các bạn có thể sử dụng một cái khoảng thời gian và cũng đỡ tốn cái khoản chi phí ban đầu mình sẽ bỏ ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên máy tính để chúng ta xử lý trên file thực tế từng bước, các bạn có thể tham khảo dễ hình dung hơn nha các bạn. Và cụ thể thì mình sẽ xử lý cái file in mẫu này nha các bạn. Thì đây là một cái file tiêu chuẩn cho hệ in nắng 4 màu CMYK. Thì mình mở cái bảng channel, các bạn mở bảng channel lên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có 4 màu cơ bản nè. Đây nè. Xanh nè, đỏ nè, vàng, đen nè. Thì đối với in của mình nó gặp cái lỗi nó mất màu đen, thì khi các bạn in ra thì nếu mà in thông thường nó sẽ bị thiếu cái màu đen, cho nên là cái độ tương phản nó thấp. Rồi kể cả những cái nội dung thiết kế hình ảnh chữ màu đen thì nó sẽ mất luôn, nó chỉ còn cái ba màu này thôi. Đó thì cái vấn đề mình sẽ xử lý, mình khắc phục để từ ba màu cơ bản nó sẽ trộn lại thành màu đen và nó sẽ bù đắp vô trong cái phần màu đen còn thiếu. Khi mình đưa cái in lên ra, cái bản in nó đạt chất lượng. Rồi. Bước đầu tiên các bạn mở cái bảng channel lên nha các bạn, trong Windows channel nha. Thì trong cái channel các bạn sẽ thấy rõ là bốn kênh màu của nó nè, là xanh nè, đỏ nè, vàng nè, đen nè. Đó, thì đối với cái bản in mà không có màu đen á, là nếu mà in ra đó thì thay tiêu chuẩn nó sẽ ra nó ra cái chất lượng in là thiếu cái độ tương phản của hình ảnh này, các bạn thấy không? Đó thì bây giờ mình sẽ xử lý là mình chọn vô cái file channel màu đen nè. Các bạn tắt mấy cái channel này đi nha. Mình chỉ chọn vô channel màu đen thôi. Rồi sau đó các bạn bấm chọn nó nha, Ctrl A, chọn hết. Rồi các bạn copy nó, Ctrl C. Rồi các bạn qua bên layer, mở cái layer lên. Layer ở đây là các bạn tạo một cái layer mới nè. Rồi các bạn dán lên đây nha. Đó, các bạn dán cái layer màu đen nằm ở lên trên cái layer màu gốc. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn cái chế độ là Multi-Line nha. Đó, Multi-Line. Thì các bạn thấy là bây giờ màu đen nó trộn lên trên cái màu, cái hình màu, cho nên là cái màu của mình nó đậm hơn. Rồi các bạn quay lại trong cái phần channel nè, mình quay lại channel của cái phần hình ảnh trước nha. Channel này là channel của hình ảnh, thì ở đây mình sẽ chọn vô cái kênh màu đen. Các bạn sẽ tô trắng cho cái channel màu đen nha, tô màu trắng. Thì ở đây mình sẽ bấm kêu màu trắng cho nó. Rồi tiếp theo là các bạn chọn lại cái layer mà nãy các bạn dán lên đó, các bạn tắt cái layer màu ở dưới đi. Rồi các bạn cũng quay lại cái channel đi, bạn chọn vô cái channel màu đen, các bạn cũng tô màu trắng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật lại hết nha. Đây đó. Rồi tiếp theo mình sẽ tiến hành mình điều chỉnh cái phần đậm nhạt tương phản của màu sắc nha. Thì ở đây mình sẽ chỉnh cái phần brightness contrast nè. Đó. Rồi thì ở đây thông thường là mình sẽ tăng giảm, các bạn nhìn là hiệu ứng nè, khi mà mình điều chỉnh ở đây nè. Đây mình để lại luôn, các bạn thấy nè.
Thì các bạn điều chỉnh cái phần này contrast lên nè, đây là điều chỉnh độ sáng và độ tương phản nha. Thì thông thường mình đang để tạm là khoảng 30 và contrast cũng 30 luôn nha. Rồi mình tắt mở cái hiệu ứng này, các bạn thấy khác nhau một chút nè. Rồi thứ hai nữa mình sẽ chỉnh cái độ độ đậm màu của nó nha. Độ đậm màu ở đây là mình sẽ chỉnh trên cái chỉnh cái curl nó lên nè. Thì trong cái curl này mình sẽ kéo nó lên khoảng 70% đó. Rồi thì các bạn thấy không, cái màu nó đậm lên nè, cái màu nó đậm lên. Thì trong cái phần này á, khi mà các bạn chỉnh bằng cái laser mask á, thì các bạn có muốn điều chỉnh lại thì các bạn vào trong nó thôi. Ví dụ như ở đây các bạn không thích thì các bạn cứ tăng giảm nữa thì tùy ý thôi. Nó do mình test thử rồi mình sẽ chọn lại cái thông số cuối cùng. Khơi cũng vậy, cơ các bạn có thể tăng giảm gì đó. Thì đa số là tăng nha, tăng để cho cái màu nó đậm lên. Thì ngoài ra thì các bạn có thể chỉnh thêm cái phần level cũng được. Level thì ở đây là các bạn có thể nó điều chỉnh nè, điều chỉnh cái màu đậm nhạt nè, sáng tối nè. Rồi đó, các bạn thấy không, nói chung là mình sẽ điều chỉnh, thì mình sẽ chỉnh những cái cơ bản này. Các bạn có thể sử dụng một cái file bằng in ấn thôi. Thì ở đây là cơ bản là đối với chỉnh đầu tiên là chỉnh cái contrast nè, thứ hai là chỉnh cái curl lên nè, cho nó đậm màu lên nè. Ở đây là các bạn lưu ý nha, ở đây mình không có chỉnh cái hình này để cho nó giống với lại cái hình hệ bốn màu được. Tuy nhiên các bạn cần phải hiểu là mình phải điều chỉnh những cái thông số này nè để làm chi, để các bạn in ra và các bạn so sánh với lại cái mẫu mà trước đây các bạn muốn in giống á. Thì sau đó là các bạn sẽ tùy chỉnh lại, sẽ tăng giảm thêm 1-2-3 lần gì đó, là các bạn sẽ lưu lại cái thông số màu này, nó lưu lại thông số này để các bạn xử lý cho những cái file khác. Tại vì mỗi một cái máy in, hệ in, phần mềm nước in rồi mực in nó khác nhau, cho nên là các bạn phải test thực tế thì lúc đó các bạn mới điều chỉnh tiếp theo được. Thì ở đây các bạn có thể là lưu lại cái file này, lưu lại thành lưu lại file Photoshop đi, để nó tạo thành cái góc đi. Rồi các bạn lưu lại nha. Thì ở đây nó còn những cái layer để các bạn có thể mở lại, các bạn điều chỉnh. Còn khi mà các bạn muốn in cái file này thì các bạn sẽ phải merge cái nó lại đó, merge nó lại thành một cái file, rồi các bạn bắt đầu xuất ra để các bạn in. Xong cơ bản cái phần mình xử lý cái file để các bạn dễ hình dung. Mình sẽ tiến hành in thử để mình xem là cái màu thực tế của nó như thế nào. Rồi sau đó mình mới tiếp tục mình điều chỉnh 1-2-3 lần rồi đó, để cho cái màu sắc nó ra theo cái kết quả mình muốn nha các bạn. Rồi mình sẽ so sánh thực tế để các bạn dễ hình dung nha. Đây là một cái mẫu test mà bên mình đã có lưu lại, thì nó cũng là một cái quan trọng mà lưu ý cho anh em khi mà vận hành máy in nó. Thì anh em nên in test theo tuần theo tháng gì đó, và mình nên lưu lại những cái mẫu test màu tiêu chuẩn của máy, để có những cái trường hợp cần thiết á mình còn có thể xử lý được, mình kiểm tra lại được đó. Và cụ thể đây là cái mẫu khi mà máy nó còn in được cái hệ bốn màu nha các bạn. Còn đây là cái mẫu file hồi nãy là mình mới hướng dẫn các bạn xử lý cái file mà mình đem test trên cái hệ ba màu á. Nói các bạn thấy không, đây là bốn màu nè, so sánh từng hình luôn nè. Hình tester nè, hình này là hình gì ta, hình tích cái shadow detail nè. Rồi bên đây là những cái hệ màu cơ bản, các bạn thấy nó tương đồng với nhau không? Nó về màu sắc nè, về cái màu chuyển ra răng nè, màu chuyển răng của đoạn này. Rồi hay là về cái hình ảnh trái cây nè, nó các bạn thấy là màu sắc nó cũng tương đồng với nhau. Thì các bạn thấy đó, trong quá trình mà mình vận hành với anh thì chắc chắn là có những cái rủi ro mà nó xảy ra như vậy đó. Thì mình có những cái giải pháp mình khắc phục như vậy thì nó cũng đỡ lắm các bạn. Trong thời điểm khó khăn mà, thì các bạn cứ khắc phục cái file, xử lý cái file theo những cái mình hướng dẫn chia sẻ như vậy đó. Các bạn có thể in đến khi nào mà cái đầu phun nó còn không còn ở được nữa thì thôi. Còn trong trường hợp các bạn mà đã đủ tiền, đủ tài chính ra thì các bạn cứ thay một cái đầu phun mới. Đó, thì trong cái vấn đề mà xử lý file này, khi mà các bạn làm, các bạn rất cần hỗ trợ tư vấn gì đó, thì các bạn cứ liên hệ bên mình sẽ sẵn sàng hỗ trợ vấn đề xử lý cái file để các bạn có thể là vận hành được. Thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.